Hello các bạn nha. Mình về được 4 bộ này các bạn. Bộ này thì mình đo thông số kỹ thuật nha. Hiện tại bộ này á, chạy 12 24, đặc biệt là ở 24 đi thì mình đã test trước đây đã làm một bộ cho khách rồi. Cái này là mình mua lại của một bên khác nha. Thì ở 24V thì con này đạt khoảng 7.000 mấy trăm, 6.900, 7.200 hay sao đó nha, mình quên ta. Cái video trước các bạn. Bên kia báo ra 8.000 nhưng mà mình đo lại không đủ nha. Hình như là 7.000, 6.900, 7.200 hay 7.400 gì đó nha. Tầm đó. Con này là 3 pha không chổi than. Cốt chuẩn 15. Nha, đo thông số để cho anh khách anh có chốt được anh lấy nha. Điện 3 pha đấu với cái bo này hàng mới chưa xài. Thì có núm chỉnh tốc độ. Đảo chiều thì trên đây mình làm công tắc đảo chiều luôn nha. Trên đây có nút nhấn nè. Các bạn nhấn nhẹ cái nó sẽ đảo chiều. Đó. Về cấp 12 24 nha. Cái bo này không chạy được 12. Từ 24 nha. 24 đổ lên. 24, còn khách nào chạy 36 48 á thì con này vẫn chạy được bình thường nha. Đó. Nhưng mà tua nó cao lên. Còn chạy 24 á thì nó đạt khoảng 6.900 7.000 vòng. Đó thì cốt này cốt 15. Cái đầu cốt á nó ra cũng tương đối dài các bạn. Đầu cốt ra 44 nha, 44 mm. Còn ở phía sau nó cũng có một cái cốt nữa nha. Phía sau nó cũng có cốt một nữa. Cái này các bạn về tự gỡ ra bỏ nha. 12, ở phía sau cốt 12. Đó. Nha, khách nào chế cháo gì được không á? Cốt 12 cũng tương đối dài. Cỡ 30 mấy mm nha, 30 mm đổ lên. Đó. Còn con này đường kính là 9, chắc đo cái vành này đi các bạn. Ở ngoài đây thì cái lá tản nhiệt rồi. 72 73 mm. 73 mm nha, đường kính chỗ này nè. Đó. Và cái chiều dài là 88 nha. Ok, đó là thông số kỹ thuật nha. Đó, 15 12. À, cái này đường kính này là 70 mấy nè. 70 mấy quên này. Còn này là 88 nha, chiều dài là 88. Đó. Thì mình sẽ đấu nối hoàn thiện hết nha. Đó. Cái này cấp điện 24 sẽ chạy. Chỉnh tốc lên là chạy nha. Con này rất là êm. Tua 7.000 vòng ở 24V. Thì con này mình đã có clip test trên kênh nha. Thì cái này là bộ này tại vì anh khách này anh cần cái thông số kỹ thuật con này. Thì sẵn mình làm thêm cái thông số kỹ thuật mình đo. Đó. Ok. Thì bộ này mình đang bán là chưa bao gồm đổi nguồn gì cả nha. Bộ này mình tính chẳng các bạn là 900 bao ship ha. Bữa anh bán 950 nha. Bộ này mình bán 900 bao ship. Cái cục này mình lấy lại của khách là 550k cộng thêm phí ship nha. Cộng thêm phí ship nữa là cỡ 600 á. Nói chung là có bán thêm một sản phẩm mới cho khách nha. Khách nào cần thì liên hệ nha. Và khách nào cần clip test thì mình sẽ gửi cái clip test nha. Trên kênh đã có rồi, mình gửi thêm cái clip test khác nha. Test ra thực tế cái con mình giao luôn. Con này thì các bạn cốt 15 tương đối lớn, các bạn làm máy mài hay gì đó cũng rất là nhiều công việc nha. Máy mài hay là spindle mini hay là những cái ứng dụng gì đó cần tua cao, lực kéo khỏe 500W.